Gomu huyền thoại, một huyền thoại được tái sinh, chiêu tập hải tặc mạnh mẽ nhất One Piece, nhập vai đấu tướng không chờ lượt, khám phá thế giới One Piece và nhận về phúc lợi hấp dẫn. Tải game ngay! Nếu cụ nhất thay thế Tanjiro làm main chính, điều gì sẽ xảy ra? Yo, chào mừng anh em đã quay trở lại với bữa trụ Weibo, lại là chuyên mục phân tích giả thuyết các bạn yêu cầu rất nhiều đây. Tanjiro Kamado, thằng main nhưng lại chưa bao giờ đạt danh hiệu nhân vật được yêu thích nhất, thậm chí rơi xuống top 3. Đây là một điều hiếm hoi bởi đa số nhân vật chính các bộ manga đều top 1 hoặc top 2. Naruto, Luffy, Ichigo, quá nhiều ví dụ. Thống kê này chứng tỏ Tanjiro quá hoàn hảo để phát triển một cách đúng đắn. Ngoài động lực mang cô em gái Nezuko trở lại thành người, mình thấy chú bé Tan quá tốt để trở thành một thằng main đúng kiểu shonen. Thay vào đó, áp đề xuất một ứng cử viên sáng giá hơn. Cái tên chỉ cần nhắc tới thôi, đảm bảo anh em sẽ ấn tượng và có cảm tình ngay. Thượng huyền nhất của Kokushibo, một người hội tụ đầy đủ yếu tố để thúc đẩy làm nhân vật chính. Sẽ ra sao nếu bộ truyện này xoay quanh cụ nhất nhà Sugi Kuni? Có những biến số nào bất ngờ sẽ xảy ra mà anh em không đoán trước được? Cùng áp giả thuyết trong video ngày hôm nay nhé! Lưu ý, mọi chi tiết 100% đều là thật do mình bịa ra. Ngay bây giờ thì đi thôi! Một, trọng trách gánh vác gia tộc. Michikatsu Sugikuni, ông là con trai cả gia tộc bề thế thời chiến quốc, anh trai song sinh với kiếm sĩ thiên tài Yorichi. Với vị thế trưởng tộc tương lai, Michikatsu gánh trên vai nhiệm vụ đưa gia tộc đến phồn vinh. Cái thời mà sức mạnh sẽ quyết định tất cả, các thế lực thù địch nhìn vào người đứng đầu phe đối diện để đánh giá thực lực. Do đó, Michikatsu từ nhỏ được quy hoạch trở thành một kiếm sĩ hàng đầu, được giao cho mọi điều kiện tốt nhất để luyện tập, ăn uống. Bản thân ông cũng sở hữu tư chất hơn người, thể hiện tài năng xuất chúng nhưng lại chưa bao giờ qua được đứa em trai thiên tài bẩm sinh. Dẫu vậy, từ nhỏ, tình cảm của hai anh em rất tốt. Michikatsu luôn thể hiện sự yêu thương của một người anh trai vì tư tưởng anh em sinh đôi được cho là điểm gở ở thời kỳ này. Yorichi thường xuyên bị kỳ thị, sống thua kém điều kiện so với người anh. Yorichi thay thế anh trai bị mang lên chùa để cầu siêu cho gia tộc phồn vinh. Vì lý do đó, Michikatsu luôn muốn dành tình cảm tốt nhất cho người em của mình. Tuổi thơ của họ tuy không có nhiều thời gian bên cạnh nhau vì sự phân biệt, ấy thế nhưng cả hai anh em họ đều biết tình nghĩa huynh đệ khắc sâu thế nào. Michikatsu còn tự tay làm tặng một cây sáo cho em trai với lời hứa, nếu có gặp nguy hiểm, hãy thổi nó lên và anh sẽ xuất hiện bảo vệ em. Nơi nào có ngọn gió, nơi đó anh thuộc về. Thực ra, người bảo vệ là Yorichi mới đúng. 2. Ngưỡng mộ em trai Yorichi. Michikatsu rèn luyện trong khổ cực, cả tuổi thơ chạy theo người em trai nhưng mãi chỉ là cái bóng sau lưng. Thay vì ghen tị tài năng thiên bẩm, anh ấy quyết tâm vượt lên chính mình. Không so được với Yorichi thì cũng phải đạt đến 5-7 phần. Trong một lần thử tài người em, Michikatsu phát hiện ra em trai thật sự không phải con người bình thường. Trên trán xuất hiện một vết bớt kỳ lạ, nó sẽ phát sáng mỗi khi Yorichi chiến đấu. Bên cạnh đó, Yorichi cũng nói rằng bản thân mình nhìn xuyên thấu cơ thể con người như Byakugan bạch nhãn, có thể cảm nhận vị trí của người xung quanh dù bị ngăn cách bởi những bức tường. Cuối cùng, khả năng vận dụng hơi thở vào đường kiếm tạo ra những nhát chém cực kỳ là mạnh mẽ, thứ mà Michikatsu không được học cũng như chẳng ai biết về cách chiến đấu kỳ lạ này. Người anh cả đấu tranh tư tưởng cảm thấy có phần hơi hụt hẫng, nhưng khi nhớ lại những lời dạy dỗ sau cùng của mẹ mình, Michikatsu cảm thấy may mắn vì anh ấy có một người em tuyệt vời đến thế, cực kỳ hãnh diện khi được chiến đấu sát cạnh Yorichi. Lớn hơn một chút, cả hai xông pha chiến trường, Yorichi bắt đầu tiếp xúc với kiếm sĩ sát quỷ đoàn, dạy cho họ cách sử dụng hơi thở mặt trời. Tuy nhiên, trụ cột bấy giờ không đủ sức cáng đáng dạng thở quá mạnh này. Họ tạo ra 5 dạng thở đầu tiên có tên Viêm, Phong, Lôi, Thủy và Nham. Riêng Michikatsu dù là anh ruột nhưng cũng chẳng thể thuần thục hoàn toàn vũ điệu hỏa thần. Anh tự biến chuyển thành một dạng thở mới phù hợp hơn với cái tên hơi thở mặt trăng. Sức công phá chỉ thua kém mỗi hơi thở mặt của trai. 3. Sáng tạo hơi thở mặt trăng. Với việc được hướng dẫn chiến đấu bằng hơi thở, Michikatsu ngày càng phát triển sức mạnh lên tầm cao mới. Ông thường xuyên sát cánh cùng Yorichi bảo vệ gia tộc. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, cả hai ngồi lại đàm đạo chén chú chén anh, trao đổi về tình hình thời sự Biển Đông, Ukraine, Nga, các kiểu con đà điểu. Biết bản thân thua kém em trai về nhiều yếu tố thiên bẩm, Michikatsu hứa với lòng sẽ cố gắng dù phải đánh đổi bao nhiêu thời gian. Anh tin rằng chỉ cần nỗ lực gấp đôi, gấp 3 lần một thiên tài, rồi sẽ có ngày trưởng tộc Sugi Kuni đuổi kịp em trai mình. Đối với Yorichi, người em út gia tộc thừa nhận bản thân lại thích có một cuộc sống đầy nỗ lực như anh trai mình. Bẩm sinh được trời phú cho quá nhiều ưu điểm khiến Yorichi cảm thấy áp lực nặng nề.
như thể được sinh ra để thay trời hành đạo. Trọng trách mà Yorichi phải nhận là quá lớn lao, trong khi anh chỉ muốn một gia đình bình thường, vợ hiền, con thơ. Nhưng chắc chắn với ngần ấy thiên phú, kiếm sĩ thiên tài không thể để cho nó phí phạm được. Mối quan hệ giữa hai anh em ngày một tốt hơn. Chỉ mất vài năm, Michikatsu vươn mình trở thành một trong những kiếm sĩ hàng đầu, đúng với kỳ vọng của gia tộc. Anh có ý định trao lại quyền trưởng tộc cho Yorichi, nhưng người em từ chối vì cho rằng Michikatsu xứng đáng hơn với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Yorichi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải thực hiện. 4. Gia nhập sát quỷ đoàn. Đôi mắt tinh xảo của Yorichi cho anh biết điều gì cần phải làm, đó là diệt quỷ cứu nhân. Ông trời ban cho sức mạnh phi thường để tiêu diệt tên chúa quỷ gian ác. Hai anh em gặp lại các trụ cột sát quỷ đoàn, họ cùng nhau chiến đấu thắng đó, nỗi ác mộng của những con quỷ cấp cao dưới trướng Muzan. Rất nhanh chóng, anh em nhà Sugikuni lọt vào mắt xanh tên chúa quỷ, tiếng tăm vang xa khắp thế giới. Muzan ra một sắc lệnh, đó là hễ gặp một trong hai kiếm sĩ nhà Sugikuni phải lập tức bỏ chạy trước khi quá muộn. Quan trọng bỏ chạy như nào thì lại không nói. Một thời gian sau đó, Michikatsu về tiếp quản gia tộc, tiếp tục công cuộc chinh phạt. Yorichi vẫn ở lại sát quỷ đoàn giúp đỡ chúa công nhà Ubujashiki. Hai anh em từ biệt không biết bao giờ mới có ngày tái ngộ. Người anh về đảm đương trọng trách lớn lao, gia tộc Sugikuni chiến thắng như trẻ tre. Anh trở thành tướng lĩnh top 1 thời chiến quốc, có trong tay mọi thứ, danh vọng, quyền lực và một gia đình hạnh phúc. Năm 26 tuổi, Michikatsu quay trở về nhà và một biến cố lớn đã xảy ra thay đổi cuộc đời anh hoàn toàn. 5. Yorichi tử trận. Michikatsu vừa về đến nhà đã nhìn thấy tất cả thành viên trong gia đình bị giết. Cảnh tượng kinh khủng diễn ra ngay trước mắt. Một trụ cột nằm thoi thóp trước cửa thông báo với anh ấy rằng thiên tài Yorichi đã chết. Không còn ai đủ sức đối đầu với phe quỷ. Không thể tin em trai của mình lại bị đánh bại, Michikatsu hỏi rõ sự tình. Được biết, gần một năm trước, Yorichi quyết đấu chúa quỷ Muzan. Hai bên đánh nhau hết sức ác liệt. Suýt chút nữa, kiếm sĩ sử dụng hơi thở mặt trời đã có thể kết liễu tên chúa quỷ. Nhưng bất ngờ đổ gục xuống, Muzan vì thế may mắn thoát chết, chạy mất dép không dám quay đầu lại. Sau đó không lâu, những người học được Yorichi truyền dạy kiếm thuật cũng lần lượt hy sinh khó hiểu trong lúc chiến đấu. Quá nhiều điểm chung, họ đúc ra kết luận bất kỳ ai sử dụng sức mạnh thức tỉnh ấn diệt quỷ sau độ tuổi 25 đều bay màu vì lời nguyền. Michikatsu còn sống bởi vì chưa hề thức tỉnh ấn diệt quỷ. Anh thầm nghĩ nếu vài năm trước ở lại sát quỷ đoàn và đấm nhau với những con quỷ cấp cao, có lẽ anh cũng đã đi theo đồng đội. Anh cảm thấy bản thân thật hổ thẹn khi là người ở lại chứng kiến bằng hữu lần lượt hy sinh. Cả gia đình bị sát hại, Michikatsu không còn gì để mất. Anh nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây với em trai và vợ con. Những thứ đã trở nên xa vời vợi. Đã gần một năm trôi qua mới biết sự thật đáng quên này. Không dễ dàng chấp nhận thực tế phũ phàng, trưởng tộc Sugikuni đắm chìm trong những bình tiểu nhi hồng. Ngày đêm nhốt mình trong phòng kín, tự mình sáng tác thơ rồi viết nhật ký. Khoảng thời gian này không còn nhìn thấy một kiếm sĩ tài ba phong độ. Cú sốc quá lớn đưa gia tộc vào bờ vực của sự diệt vong. Sau hơn một tuần tự hành hạ bản thân, ăn chơi trác táng, Michikatsu quyết định sẽ đi báo thù. Anh dành ra một tuần nữa để luyện tập điên cuồng, trở về nơi mà hai anh em đầy ắp kỷ niệm. Một tháng sau, Michikatsu quyết đấu Muzan. 6. Chiến bại Muzan. Sau thời gian điều tra thông qua việc đánh bại con quỷ Thượng Huyền Lục và Thượng Huyền Ngũ, Michikatsu lúc này đã có thông tin về nơi ở của Muzan. Anh tìm đến hang ổ tên chúa quỷ và quyết tâm sống chết với hắn. Bằng tất cả sức mạnh, 11 thức hơi thở mặt trăng và những gì còn sót lại từ ý chí của người em cùng những đồng đội đã bỏ mạng, Michikatsu khiến cho Muzan gặp vô vàn khó khăn. Nhưng tên chúa quỷ không phải đối thủ dễ chơi, hắn thua trình Yorichi. Còn đối với người anh trai kiếm sĩ huyền thoại, Muzan vẫn đủ sức bón hành cho Michikatsu. Biết mình không thể đánh bại tên chúa quỷ chỉ bằng sức mạnh thông thường, trưởng tộc Sugikuni thức tỉnh ấn diệt quỷ, đấm nhau ngang cơ mấy chục phút, buộc Muzan phải hiện nguyên hình để chống trả. Cũng giống như em trai, Michikatsu bất ngờ đổ gục bởi lời nguyền sử dụng sức mạnh ấn diệt quỷ sau độ tuổi 25. Chỉ còn biết chờ cái chết đến với mình. Lần này Michikatsu đưa ra quyết định không ngờ đến. Trong nhịp thở sau cùng, anh chấp nhận từ bỏ niềm kiêu hãnh một kiếm sĩ. Một mình anh tự trọng, cầu xin Muzan bơm máu quỷ để cứu mạng. Tên chúa quỷ cảm thấy đáng tiếc nếu phải giết chết một kiếm sĩ tài năng. Hắn đồng ý biến Michikatsu trở thành thuộc hạ. Không thể tự kết liễu cho em trai, nhân vật chính dùng tới hạ sách khổ nhục kế, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mission Impossible tưởng fail nặng nhưng lại complete. Muzan không hề có bất kỳ nghi ngờ nào ở thần sắc thống khổ ấy của Michikatsu. Với lại hắn nắm trong tay khế ước, không việc gì phải sợ tên kiếm sĩ sẽ phản bội. Như vậy là dù đã cố gắng hết sức, Michikatsu vẫn không đánh bại được Muzan. Cuộc anh ấy trở thành quỷ, từ bỏ thân phận con người.
về chướng tên chúa quỷ chờ thời cơ thích hợp ra tay. 7. Quyết đấu Muzan trả thù em trai. Dưới cái tên mới Kokushibo, Michikatsu không mất nhiều thời gian vươn lên vị trí thập nhị nguyệt quỷ. Sau 400 năm, ông đã trở thành thượng nhất dưới một người trên vạn người. Màn diễn xuất rất đạt, gián điệp hai mang, diễn sâu đến nỗi hai phe không hề biết cụ nhất suy nghĩ cái gì. Thậm chí lòng hận thù được cụ nhất chôn vào nơi sâu thẳm trong đáy lòng, như thế vượt qua sự cảm nhận của tên chúa quỷ. Ông hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhưng ở một nhân cách khác, nơi tâm hồn người anh trai Yorichi đang ngự trị, Kokushibo luôn muốn chính tay kết liễu tên chúa quỷ một ngày không xa. 4 thế kỷ trôi qua, cụ nhất nếm mật nằm gai, đóng giả một người cận vệ trung thành, hoàn toàn chiếm được lòng tin của Muzan. Dẫu vậy, khế ước mà hắn đặt ra không cho phép Kokushibo có cơ hội ra tay. Mãi đến sau đời của thằng Tanjiro xuất hiện, khoảnh khắc gặp lại Hà Trụ, đứa cháu trong dòng tộc Sugikuni, cụ nhất Kokushibo mới cảm nhận thấy thời điểm vàng sắp đến. Trận chiến pháo đài vô cực diễn ra, Muzan bị loại thuốc của Tamayo tác dụng, mất đi quyền kiểm soát khế ước, Kokushibo mới có thời cơ hành động. May mắn thay, trước khi ra tay giết chết các trụ cột, Kokushibo trở về là chính mình, có được nhận thức. Trong lúc Muzan đánh bại tất cả kiếm sĩ sát quỷ đoàn, Thượng Huyền Nhất xuất hiện, đối đầu trực tiếp 1-1 với hắn. Cú plot twist để đời của tác giả bựa trụ Weebu Never Die. Bao nhiêu nỗi căm phẫn chất chứa hơn 4 thế kỷ, Kokushibo truyền lại hết vào thanh Nichirin được làm từ máu của mình. Lúc này, trước mắt Muzan không chỉ có Thượng Huyền Nhất, hình ảnh kiếm sĩ Yorichi cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Kokushibo sử dụng hơi thở mặt trăng chém bay thủ cấp tên chúa quỷ, nhưng hắn vẫn còn sống, cười nhởn nhơ với khả năng hồi phục của mình. Lúc này thanh kiếm bốc cháy dữ dội như ngọn lửa hỏa quyền. Kokushibo đã âm thầm hoàn thiện kỹ năng vũ điệu hỏa thần của người em trai. Mục ngọc kiếm đốt cháy cơ thể Muzan đến từng tế bào. Tên chúa quỷ chính thức bị đánh bại. Bản thân Thượng Huyền Nhất sau khi nói lời từ biệt với các hậu bối, ông cũng gieo mình hướng về ánh sáng mặt trời lần đầu tiên sau 400 năm. Lời thề trả thù đã làm được. Michikatsu trong thân phận Kokushibo không còn gì hối hận. Ông cần phải trả giá cho biết bao nhiêu sinh mạng đã chết dưới lưỡi kiếm của mình suốt mấy trăm năm qua. Một kết thúc khá buồn nhưng trọn vẹn cảm xúc. Bộ truyện về một kiếm sĩ cày chay đắm chìm trong bóng tối đến đây là kết thúc, nhường lại đất diễn cho các kiếm sĩ trẻ tuổi hơn. Ok, trên đây là video, nếu cụ nhất thay thế Tanjiro làm main chính thì điều gì sẽ xảy ra? Anh em muốn mình làm tiếp về chủ đề hay là giả thuyết nào thì cứ comment bên dưới nhá. Ad sẽ đọc và chọn ra ý tưởng hay nhất. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng xem ba bạn nào sẽ may mắn được lên sóng trong video ngày hôm nay. Bình luận đầu tiên trong video ngày hôm nay đến từ bạn Viêm Trụ Rengoku. Anh em trở thành donut rồi. Ủa em, sao thành cái bánh vòng mà tự hào vậy? Chọc cười anh Hoài à? Bình luận thứ hai đến từ bạn Himalaya. Cho em lên TV một lần đi, nhìn ai cũng được lên, thấy mà ham. Ờ, vậy nếu giờ được lên sóng phát là hết ham, hết comment chứ gì? Nói thật đi, phải vậy không? Bình luận thứ ba cũng là bình luận cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Tina Quỳnh. Anh bựa trụ ơi, cho em hỏi Tomioka Giyu gọi là gì vậy? Tomioka hay gọi là Giyu? Em cãi nhau với người khác tại lý do này. Gọi kiểu gì cũng được em ơi, cả tên lẫn họ đều được nhá. Sao phải quan trọng vấn đề đó chi nè? Như vậy là video đến đây đã kết thúc rồi. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình tập hợp sát quỷ đoàn thế hệ 2.0. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!